Mặc dù đang có dịch cúm do virus corona nhưng ghi nhận tại các cửa hàng Kim Hoàn ngày mùng 2 tháng 2, tức mùng 9 âm lịch, một ngày trước ngày vía thần tài, lượng khách mua vàng ngày càng đông. Các cửa hàng lớn đã chuẩn bị sẵn lượng vàng để bán ra thị trường với nhiều mẫu mã mới, giá trị để thu hút người mua. Doji, một thương hiệu vàng uy tín đang thu hút nhiều người đến mua vàng ngày vía thần tài. Là một khách hàng đến mua những sản phẩm vàng đầu năm, anh Châu đã chọn được cho mình nhiều mẫu ưng ý. Thực ra thì tôi đi mua vàng trong ngày thần tài thì đương nhiên là cầu để có được sự may mắn thôi. Và may mắn cho cả bản thân mình và may mắn cho cả gia đình mình nữa. Và năm nay tôi thấy là giá vàng cũng tương đối tốt so với cả mọi năm. Khác với anh Châu, chị Hoài Lương cũng tìm mua cho gia đình những sản phẩm vàng may mắn tài lộc đầu năm. Tuy nhiên, trước tình hình hiện nay, nhất là những lo ngại bởi dịch cúm do virus corona, chị lại có những trăn trở khác với mọi năm. Người trẻ như tôi cũng rất là mong muốn ngày thần tài đấy tích trữ để đầu tư và ngoài ra còn có thể may mắn cho bản thân và gia đình nữa. Các mặt hàng vàng trang sức tiếp tục là điểm nhấn thu hút khách hàng trẻ. Lượng người mua khá đông. Để đảm bảo an toàn cho tất cả khách hàng đến giao dịch, nhiều cửa hàng đã yêu cầu nhân viên đeo khẩu trang và phát khẩu trang miễn phí cho các khách hàng. Ngày vía thần tài là một ngày truyền thống mà người dân Việt Nam vẫn có thói quen đi mua vàng trong dịp đầu năm để cầu mong sự may mắn, bình an và tài lộc đến với gia đình. Và năm nay cũng vậy. Và trong những ngày vía thần tài thì tại những cửa hàng lớn như là Doji, giá vàng hiện nay đã lên khá cao, trên 45 triệu đồng một lượng. Tuy nhiên, lượng người đến mua vẫn khá đông đảo. Và dự báo trong tình hình địa chính trị của thế giới như hiện nay thì lượng người mua vàng cũng như là giá vàng sẽ tiếp tục tăng và trong đó giá vàng của Việt Nam cũng không dừng lại. Giá vàng miếng trong nước đã đạt đỉnh cao nhất trong vòng 10 năm qua, vượt qua mốc 45 triệu đồng một lượng. Các chuyên gia cho rằng giá vàng tăng một phần là do nhu cầu mua vàng của người dân trong ngày vía thần tài.